đi con đường giống hôm qua đi làm. Cái xe này nó chạy được, con thấy biết nó sai gì không? No turn on red right here. Để ý mấy cái chỗ này nè, khi mà con quẹo phải á, there's some intersection they don't let you turn when it's red. So khi mà con đi đường á, con để ý mấy cái này, mấy chỗ này là bị cảnh sát nó canh dữ lắm luôn. Ok, so ở trong vòng chỗ khu mình ở nó có hai chỗ là mẹ biết là có cái này và cái đường crossable xa đó. Ok, when you turn on red, you have to look, make sure that there's no sign as you are allowed to turn. Chứ hai giờ con muốn đi qua, thì con cũng để đèn đi. Con đâu cần phải qua liền đâu. Một lát sau con qua cũng được. Con qua khỏi con đường này đi. Chỗ này đó, vô nó đi vô Costco hơi nhiều. Kiếm cái lane nào mà quẹo dài bên kia đi xuống nữa, xuống nữa đi con, cái lane quẹo này quẹo vô đúng rồi, giờ kiếm parking đậu đi chỗ này, kiếm mấy nhà trồng rộng thôi, đừng có đậu sát người ta quá đó, đậu vô đây đi. Slow down, đúng rồi, slow down, slow down, slow down, good job. Right.
turn right. Actually, your turn left thì nó dễ cho con hơn. Tại chỗ này nó gần cái traffic á. So, con phải lấy qua bên lên phải very quick, cho nên nó khó hơn cho con. Turn left and then turn right over there. There's a Dickies store right there. I'm gonna go. Are you ready? Không có xe. Lấy qua bên lan ngoài cùng luôn nha. Thì tới cái đèn xanh đèn đỏ đó nó quẹo qua trái. Can go, you have to wait. Trong để đèn. Do I go to the middle? No. Oh, this one you have to wait. You see that line right there? Oh. Giữ một len quẹo thôi. Watch your speed. Speed limit ở đây là bao nhiêu? Hả? Look on the side. Every time you pass the red line, they tell you on the side. Đó, con pass cái light này, con nhìn bên tay phải á. Look on your right. What's your speed limit? Okay. It change every time. It's not always the same. Okay? This time we don't turn at Magnolia, okay? We turn at that small street that we came out. Feel comfortable now, Mel? But how come you look so intense? Contemplate.
hòa về nhà đi, mày chỉ cho parallel parking. Cái trước cửa nhà mình á, đậu trước cửa nhà mình cũng được. Nếu không có xe nào. Lên xíu nữa. Hello. Rồi quẹo đi, không có ai kìa. Yeah. Sure. Yes. Okay. I'm turning in right now. Okay. Wait, is your mom waiting for you to go to the house? Okay. Okay. Okay, yeah, you can just like sit on the porch or something. On the steps, or like, you know, like the brick wall. You see the brick wall. Slow down, con đường này con chạy nhanh quá. Có 20 thôi, 20-25 thôi. Đường này là đường nhỏ. Did you look at the place that's in front of my house at night? It's okay, I'm turning, I'm like turning into my neighborhood. I'm almost here. Rồi để đèn đi. Đang chạy nhanh người ta slow down cái thằng đằng sau. Hi, slow turn slow. Slow, right.